Hello class, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn ơi, những bài học trước chúng ta đã học về những gì nhỉ? Các bạn còn nhớ không nào? Hôm nay cô Alisa cùng với các bạn sẽ cùng nhau ôn tập lại các bài mà chúng ta đã học nhé. Bài đầu tiên đó là bài vé. Giới thiệu về lời chào và giới thiệu tên của chính mình đúng không nào? Bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe bạn Phil và bạn Sue giới thiệu tên của mình như thế nào nhé. Hi, I'm Phonic Phil. And I'm Super Sue. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại theo bạn Phil và bạn Sue nào. Hi, I'm Phonic Phil. And I'm Super Sue. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành bài đối thoại dưới này nhé. Ok, các bạn nghe và nhắc lại theo cô nào. Hi, I'm Phil. Và bạn Su sẽ giới thiệu tên của mình là Hi, I'm Sue. Ok. Ở bài số 2, chúng ta đã học về cấu trúc câu về giới thiệu về đồ vật, con vật hay là một cái đồ vật gì đó của chính mình đúng không nào? Và chúng ta sử dụng cấu trúc là This is my cộng với đồ vật hay là con vật của mình nhé. Các bạn hãy cùng nghe và nhắc lại theo cô nào. Look, this is my dog. À, đây là bạn Phil, bạn đang giới thiệu về chú chó của mình đấy. Và bạn Su lại có con gì đây? À, đúng rồi, đó là con mèo. Và các bạn hãy nghe và nhắc lại cho cô nào. And this is my cat. Và đây là con mèo của tôi. Ok. Ở trong bài số 3 chúng ta đã học về cấu trúc câu là tôi có một đồ vật gì đó đúng không nào? Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu là I have. Các bạn cùng nhắc lại cho cô nhé. I have. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta xem bạn Phil, bạn có gì nào? I have a car and a book. I have a car and a book. Bạn Phil có cái gì đấy các bạn nhỉ? À đúng rồi, bạn Phil có một chiếc xe ô tô và một quyển sách đúng không nào? Ok, continue. Tiếp theo, chúng ta xem bạn Su có gì nào. I have a ball and a duck. I have a ball and a duck. Bạn Su có gì đây cả lớp nhỉ? À, đúng rồi, bạn Su có một quả bóng và một con vịt đúng không nào? Bây giờ cô Alisa đủ các bạn biết xe đạp trong tiếng Anh là gì? Các bạn còn nhớ không? Đúng rồi, đó là từ bike. Bike. Ok. Các bạn cùng lắng nghe và đọc câu tiếp theo nhé. Oh no! My cake! Oh no! My cake! Cake là cái gì đây cả lớp nhỉ? Đúng rồi, đó là một chiếc bánh đúng không nào? Ok. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và khoanh tròn vào những chữ cái tương ứng với các hình ảnh ở trên này nhé. Ở đây cô Alisa đã làm mẫu cho chúng ta vào bức tranh số 1. Đó là hình ảnh gì nhỉ? À, đó là về dog. Dog. Vậy từ số 2 chúng ta sẽ có về gì đây? Đây là cat đúng nào? Ngủ. Đây là can đúng không nào? No. Vậy đây là gì? What is this? It is a book. Ok. Tiếp theo, từ này rất là dễ. Cô tin chắc rằng bạn nào cũng làm được đúng này. Đây là gì? What is this? It is a cat. Đúng nào? Ok. Very good. Và từ cuối cùng chúng ta có là a
duck. Ok, cô Alisa thấy các bạn đang làm bài rất là tốt và chúng ta đã nhớ được rất là nhiều từ vựng rồi đúng không nào? Ok, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé. Ở bài này chúng ta hãy cùng lắng nghe và chọn đáp án sao cho phù hợp nhé. Trước tiên, cô Alisa cùng với các bạn ôn tập lại các từ vựng ở dưới này nhé. Ball, ball. Car, car. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem đây là từ ball hay là từ car nhé. One. Ball. Là từ gì các bạn nhỉ? À, đó chính là ball, đúng nào. Tiếp theo chúng ta có từ cat và dog. Ok, chúng ta hãy cùng nghe nào. Two. Dog. Các bạn nghe được câu này là gì? Chúng ta cùng nghe lại nhé. Two. Dog. À, đây là chính là dog, đúng nào. Ok, very good. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe và lựa chọn chữ cái sao cho phù hợp nhé. Chúng ta cùng ôn lại bảng chữ cái lại một chút nhé. Lớp đọc lại cho cô nào. B, B. Chúng ta mím môi lại và chúng ta bật một chút âm thanh ra này. B, B. Ok. Và tiếp theo chúng ta đã có từ D, D. Ok, bây giờ chúng ta hãy lắng nghe xem đọc từ nào nhé. One. B. Từ gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, đây là chữ B. Ok. Câu số 2 nào. Two. A. À, từ này rất là dễ đúng không nào? Cũng giống như chữ A ở trong tiếng Việt đó. Đó là chữ R. Ok. Câu số 3 nào. Three. Các bạn biết đây là chữ gì không? Three. À, đúng rồi, đây là chữ K. Chúng ta bật âm thanh này. Đây chỉ là âm vô thanh nên chúng ta chỉ bật hơi ra thôi nhé. Các bạn đọc cho cô nào. K. K. Ok. Và từ cuối cùng là Four. D. Chữ gì nhỉ? À, đúng rồi, đó là chữ D. D. Ok, very good. Các bạn làm rất là tốt. Ở bài số 3 này, chúng ta hãy lắng nghe câu nói và tương ứng với các hình ảnh dưới này. Nếu như câu lời nói đó và hình ảnh tương ứng với nhau thì chúng ta sẽ đánh dấu tích. Nếu như còn hình ảnh và lời nói là không tương ứng với nhau thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào trong bài nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe cùng cô Alisa nhé. One. This is my ball. Các bạn có nghe được từ này không? Đó chính là This is my book. Đó chính là book, là quyển sách đúng không nào? Và chúng ta nhìn xem tương ứng với hình ảnh đây có phải là quyển sách không? Oh no, đây chính là quyển vở mà chúng ta viết hàng ngày đó. Vậy chúng ta sẽ đánh vào dấu x đúng không nào? Câu số 2 nào. Two. This is my bag. This is my bag. Đây là cái túi của tôi. Vậy chúng ta xem đây có phải hình ảnh của cái túi không? Đúng rồi, đúng nào. Vậy chúng ta sẽ đánh vào dấu x nào. Three. This is my desk. This is my desk. Các bạn xem đây có phải là một cái bàn học không nhỉ? À, đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đánh vào dấu tích đúng không nào. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe câu cuối cùng. Four. This is my car. This is my car. Car là gì các bạn nhỉ? Là cái gì mà chúng ta lái xe ngày nay? À, đúng rồi, đó chính là cái ô tô đúng không nào? Vậy chúng ta xem hình ảnh đây có phải cái ô tô không? Không đúng nào, vậy chúng ta sẽ đánh vào dấu x.
Ok, bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại kết quả xem chúng ta được mấy sao nào. Yeah, chúng ta đã xong đúng hết rồi. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhé. Ở đây, các bạn hãy cùng đọc và đánh dấu tích vào A, bức tranh A hoặc B nhé. Chúng ta hãy cùng nhau đọc cùng cô Alisa nào. Hi. Hi. Nghĩa là lời chào đúng không nào? Vậy chúng ta xem hình ảnh đâu là lời chào. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ a ball. A ball. À, từ này rất dễ đúng không nào? Đó chính là quả bóng. Ok. Câu số 3 nào. A duck. A duck. A duck ở đây có phải là một con mèo không? No. Đó chính là một con vịt. Ok. Chúng ta sang từ cuối cùng nào. A can. A can. A can ở đây chính là gì nhỉ? À, đúng rồi, đó là một cái lon đó. Ok, very good. Ok, chúng ta sang bài cuối cùng. Chúng ta nhìn đầu bài này. Color the apple, the ball, the cat and the dog. Then point and say. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tô màu vào quả táo, quả bóng, con mèo, con chó. Sau đó là chúng ta hãy chỉ từng bức tranh một và chúng ta hãy nói nhé. Ở đây chúng ta có thể tô màu theo tùy ý thích của chúng ta. Chúng ta có thể tô màu xanh, green, hoặc là màu hồng, pink. Ok. Và cô sẽ tô quả bóng 7 sắc cầu vồng luôn. Green, red, blue and yellow. Yellow. Ok. Và con mèo màu orange. Orange, orange, orange. Và cái mũi màu brown. Brown. Ok. And mắt cũng màu brown. Brown. Ok. And dog. Dog chúng ta sẽ tô màu gì đây? Brown. 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 Oh. Toàn bộ là màu nâu. Ok. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chỉ vào bức tranh và chúng ta sẽ cùng thực hành theo câu nhé. Ở đây, các bạn hãy giới thiệu tên của mình. Chúng ta sẽ điền tên của mình vào đây nhé. Và ở đây tức là tất cả các đồ dùng, con vật hay đồ vật của mình. Yeah. Vậy chúng ta sẽ giới thiệu cho chúng ta câu là gì? This is my. Sau đó là cộng với các đồ vật, con vật của mình ở đằng sau. Cô Alisa lấy ví dụ này. Ở đây cô sẽ điền chính tên của cô và đây là tất cả các đồ vật của cô. Và cô sẽ nói là Hi, I'm Alisa. This is my apple. This is my ball. This is my cat. This is my dog. Ok, bây giờ đến lượt các bạn thực hành nào. Chúng ta hãy cùng điền tên của mình vào đây. Sau đó là điền các đồ vật sở hữu của mình ở trong đằng sau này. Và chúng ta hãy cùng nhau đọc cả câu này lên nhé. Ok, cô Alisa chúc các bạn thực hành thật là tốt và nhớ được tất cả những bài học. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Alisa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Goodbye.